Lần trước bài về nhà của mình là bài 13, 14 và 15. Rồi, bài 13 trước nha. À, cô sửa thật là chậm để mấy bạn nắm kiến thức nha. Còn bạn nào mà đã hiểu rồi thì chịu cực mình nghe để mình cũng có thêm chút xíu. Tại vì có một số bạn mình chưa có làm, chưa có kỹ thì giờ cô giảng thật là chậm nha. Xe ô tô đang chạy với vận tốc, đang chạy có nghĩa là cái vận tốc này là vận tốc ban đầu của ô tô. Đang chạy, nghĩa là nếu như cô tóm tắt nè, tóm tắt đây là vận tốc ban đầu vốn trước khi xảy ra sự việc, cô tóm tắt là V0 12 mét trên giây. Trên đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho chạy nhanh dần đều. Rồi sau 15 giây, thấy đơn vị là giây thì mình hiểu đó là chữ chữ T, T bằng 15 giây. Ô tô đạt vận tốc, bây giờ có vận tốc nữa thì vận tốc này là vận tốc lúc sau, cho nên cô định nghĩa là chữ V thường, không có thêm cái chỉ số nha. 15 mét trên giây. Rồi, đề hỏi. Câu A tính gia tốc. A nhỏ. Câu B tính vận tốc của ô tô sau 30 giây kể từ lúc tăng ga. Rồi, như vậy tính vận tốc cô gọi là V phẩy. Sau 30 giây ứng với cái T là 30 giây ha. Thời điểm là 30 giây. Câu C, quãng đường sau 30 giây. Tính quãng đường sau 30 giây. Bắt đầu mình giải nha. Câu A. Câu A sẽ sử dụng cái công thức gì đây? Mày. Tôi thấy có mấy bạn là mày rất là tốt và đa số con A cũng làm được. Đâu ngoài Thái. Câu A sử dụng công thức nào để tính gia tốc? Alo Tháo. Alo. Rồi, câu A không xài công thức gì để tính gia tốc? V bằng V0 cộng A nhân T. Rồi, đồng ý. Đâu biến đổi thành chữ A đây, hay là để nguyên vô thế? Để nguyên vô thế. Để nguyên vô, rồi. V 15 bằng, đọc tiếp đi thôi. 15 bằng 12 cộng A nhân 15. Nhân 15. Và phải hiểu là 15 này là cái chữ T ha. Rồi, cô cảm ơn. Cho cô kết quả đi. A ra như thế. 0,2. Được, cô cảm ơn. A bằng 0,2. Rồi, đúng. Đơn vị là mét trên giây bình thường. Rồi. Có nhiều bạn thắc mắc là ủa, sau sau mình làm khác bạn thì có những bạn sẽ chọn cái giải pháp như này. A là lấy delta V chia delta T, lấy V lúc sau trừ V lúc đầu chia lại cho thời gian tương ứng, thì cái cách này cũng được luôn. Tại vì bạn thuộc công thức này thì bạn làm công thức này, và cô có lần cô nói hai cái công thức này là như nhau. Bạn này cái công thức này dùng để tính vận tốc vào thời điểm T, công thức này dùng để tính gia tốc vào cái thời điểm T, thì hai cái bạn này là cái hình nó biến đổi qua lại thôi chứ nó là hai hình thức khác nhau, hai hình thức của nó thôi. Rồi về thì chỗ này bạn ghi 15 trừ cho V0 là 12 chia lại cho cái thời gian tương ứng là 15 thì nó vẫn ra số 0,2, ra số dương ha. Thế mình ra được gia tốc là số dương thì mình thấy à đúng rồi, chuyển động nhanh dần đều cho nên gia tốc lớn hơn không.
Lưu ý nha, ngay chỗ V không này không phải bao giờ nó cũng bằng không hết nha các bạn. Mình sẽ xét trên một cái quãng đường. Tại chỗ này trước khi nó biến, trước khi nó tăng tốc á, thì nó là bao nhiêu thì cái chỗ đó là V không. Và lúc sau nó lại nhiêu đó thì chỗ này là V ha, chứ không phải là bao giờ nay chỗ này cũng là không. Trường hợp mà chiếc xe đang đứng yên nó bắt đầu tăng ga thì ngay chỗ này vận tốc mới V không mới bằng không. Được chưa? Rồi tiếp theo này. Câu B. À, mình đã tóm tắt rồi thì cứ nhìn số liệu bên đây thôi. Câu B, tính vận tốc sau 30 giây kể từ lúc bắt đầu tăng ga. Như vậy nãy mình đã chọn cái mốc là tăng ga là chỗ này nè. Đó, rồi tính vận tốc nè. Câu B, như vậy là chỗ này là 15 giây nha. Cái từ V, nếu từ V0 đến V này là 15 giây. Bây giờ người ta hỏi là 30 giây thì ngay cái chỗ này là vận tốc đạt được bao nhiêu. Theo mình hiểu, ban đầu là 12 và bây giờ tăng dần lên thì ngay chỗ này nó lên tới 15 thì chắc chắn nếu tiếp tục tăng nữa thì cái V phải nhìn nó phải hơn 15. Và mình tính thử cái bao nhiêu nha. Tính từ đây lại đến đây là 30 giây. Câu B. Câu B mình sẽ sử dụng công thức nào đây? À, mời Hoàng Quý. Dạ cô, câu B mình sẽ sử dụng công thức là V bằng V0 cộng A nhân T. Đúng rồi, chính xác, V bằng V0 cộng A nhân với T. Tuy nhiên cái T này và cái V này nè, là cái chỗ này là cái T phải ứng với cái thời gian V phải nè, để thôi là lộn với chữ V. Đây, công thức thì bao giờ cũng vậy, nhưng mà mình sẽ linh động mình thêm vô V này mới nữa. Cái T này mới nữa, rồi thay số vô là được. Quy thay số vô luôn đi. Dạ là bằng 12 cộng 0.2 nhân 30. Đúng rồi, 0.2 nhân cho 30. V0 nè, đây là giá trị này không đổi nha. Từ tới chỗ này thì mình bắt đầu mình xét V0 chỗ này, cái V mình đang xét chỗ này thì từ đây đến đây là 30 giây. Rồi, cho cô kết quả đi. Dạ nó ra là 18 mét trên giây. Cô cảm ơn. Rồi, nó ra 18 mét trên giây là đúng như mình dự đoán. Ban đầu 12, cái nó tăng lên 15, cái giờ nó tăng lên đến 18 ha. Rồi, như vậy xong câu B. Bây giờ tới câu C. Cô xóa mấy cái phần này đi. C. Tính quãng đường thì mình sử dụng công thức quãng đường. Có hai công thức: chuyển động nhanh dần đều. Đó. Khi nhắc tới chuyển động nhanh dần đều, mình có những cái công thức sau đây. Thứ nhất là gì? V bằng V0 cộng cho AT. Công thức này thì nó đồng nghĩa với gia tốc. V trừ V0 chia cho T. Hai công thức này là như nhau ha. Rồi công thức thứ hai, quãng đường hết bằng gì? V0 này, bắt đầu từ công thức này nè. V0 cho mình thêm T vô cộng AT, thêm T nữa thì AT bình, thì thế này dưới. Bây giờ về tới phương trình đi độ, xin lỗi, phương trình tọa độ, phương trình chuyển động đó, thì thêm cái x không ở trước nữa rồi đem nguyên cái chữ s này xuống. Dễ nhớ chưa? Nãy vô quên, coi vô lẽ ra cô ôn công thức cho mấy bạn trước một cái cho nó khởi động. Rồi ngoài ra trong 1, 2, 3, 4 công thức này đều có chứa chữ T. Thế có một cái công thức mà không chứa chữ T, mình gọi là cái phương trình phương trình độc lập với thời gian đó, hoặc là công thức liên hệ. Có gì? V bình trừ V0 bình bằng 2 lần A ớt. Rồi quay trở lại bài toán của mình, mình kêu tìm ớt vậy thì chữ ớt mình xuất hiện là một chỗ với lại chỗ này. Trong hai công thức này bạn nào sử dụng đâu cũng được. Rồi quay trở lại bài toán nha. Câu C, tính quãng đường như vậy mình xài cái công thức nào cũng được. Cô nhờ một bạn ha, xài cái phương trình độc lập cũng được, mà xài cái biểu thức tính nha quãng đường luôn cũng được luôn. Mà giao phúc, xài công thức nào? Alo. Dạ Phúc nghe cô nói không Phúc ơi? À bạn Hương Mít, xin lỗi xin lỗi. Rồi à, Khánh An, mời Khánh An.
Alo. Dạ nghe cô nghe. ạ. Rồi, câu C, quãng đường có hai người. Chọn đi. Dùng công thức nào. Dạ, công thức S bằng V không nhân T cộng 1 phần 2 nhân. Rồi, thế nè. AT bình. Rồi, V không bao nhiêu? Dạ, 15. 15. T, T là mình đang xét 30 giây là ngay chỗ này nè. 30 giây nè. Rồi, vậy thì V nó là, chữ T là? 30. 30, đúng rồi. Cộng 1 phần 2, cô viết lại là trong công thức nha. Gia tốc khoảng nhiêu em? Dạ, 0,2. Đúng, như vậy cái việc tính gia tốc ở câu A nó dẫn đến cái hệ lụy là xài cho câu B, câu C. T thảy là nhiêu? Dạ, 30 bình. Ừ, 30 bình. Đó, cho cô kết quả của biểu thức này. Dạ, bằng 540. Đơn vị là gì em? Dạ, mét. Mét, chính xác. Rồi, sao cô cảm ơn nha. Sau khi làm bài thì mình để ý đây nè, kết quả của mình có đơn vị chưa, đơn vị của mình đúng chưa. Câu 3.13 kết thúc, có bạn nào cần hỏi gì không? Có bạn nào thắc mắc cái chỗ nào? Ừ. Sao mình không xài công thức, đơn giản nhất là lấy cho V nhân cho T luôn cô. À, cô có nói là vậy. Chờ chút, cái đó mình không dùng được nha. Tại vì cái đó là chuyển động thẳng đều. Còn S bằng V, đây là nhanh dần đều thì mình không xài công thức đó được. À, okay. Rồi, cẩn thận nha. Ơi, tóm lại nè, chuyển động nhanh dần hoặc là chậm dần thì con chỉ xài những cái công thức cô mới vừa ghi thôi đây. Được chưa? Còn á, chuyển động đều mình mới xài khác nha. Rồi. Rồi. Bên đây là chuyển động, bên đây là biến đổi đều ha. Rồi bên đây là thẳng đều thì bắt đầu nè. S bằng V nhân T. Tại vì nó tăng đều. Rồi, bắt đầu X bằng X0 cộng V nhân T. Biểu thức này không xài được khi đối với biến đổi đều nha. Thậm chí cái đây cũng vậy luôn, không có đem qua đây. Bên đây chỉ có nhiêu đó thôi đó. Không được chưa? Hiểu được chưa? Rồi, nếu như mà cảm thấy giống như chưa hiểu lắm thì cứ thử thế vô thì cái kết quả của mình nó lại ra khác. Kết quả nó không ra được 540 đúng chưa? Cô ơi. Cái đó S. S bằng V0 nhân T mà cô. Sao cô ra là 15 mà cô? V0 là 15 rồi. Cô ơi, con nói lộn cô ơi. Ừ, bạn nhầm cô không đến 12. Xin lỗi nha. Rồi. 12. Đây, 12. Rồi, cảm ơn bạn. Nhưng mà kết quả ra đúng rồi nha. Có nghĩa là do bạn nói nhầm. 450 cô ơi. Được vậy hả? Hello. 450. Ừ, thấy số ấn tượng quá, cô tin tưởng nó đúng rồi chứ nhỉ. Rồi. Còn gì nữa không? Còn bạn nào phát hiện ra, giỏi các bạn phát hiện ra trên đó. Xong nghe, câu 3.13 này nó hiểu không Thắng ơi? Dạ hiểu. Hiểu hết luôn không? Có chỗ nào bị khựng khựng không? Dạ không. Ổn nha, rồi mình cho qua. Câu tiếp theo, 3.14. Bắt đầu mình nhanh nhanh hơn chút xíu để mình học bài mới nha. Bài hôm nay rất là thú vị. Câu 3.14. Mời một bạn trình bày luôn nha. Tóm tắt. Mời Minh Châu. Sau này. Dạ. Yeah. V0 bằng 36 mét trên giờ bằng 10 mét trên giây. Trên giờ bằng 10 mét trên giây. Kết hợp với cái kênh âm thanh thì mấy bạn nhìn thấy cái chữ của con nó không có được ấy. Do cái phần ruột. Phải tiếp theo đi Châu. Cô E bằng 0,2 M hết bình. E bằng đọc là mét trên dây bình vuông nha. Rồi, 0,2. Có nghĩa là viết thì viết như vậy nhưng con vẫn đọc là mét trên dây bình vuông. Rồi, tiếp theo. Cô hỏi cái nha.
người ta dùng chữ thì người ta nói là 0,2, nhưng mà lỡ như chỗ này là không trừ 0,2 thì sao cho, mà tại sao không biết là nó là 0,2 mà không phải là trừ 0,2? Cô tại sao chuyển động thẳng nhanh dần đều. Chính xác, mấy bạn còn lại cũng nên theo dõi nha, nhanh dần đều, cho nên chỗ này mình ghi luôn bằng 0,2. Còn nếu như nói đề cho ngay chỗ này là chậm dần đều thì tự động đề sẽ không nói gì ngay chỗ này dấu trừ, đề sẽ nói là chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,2, thì ngay đây mình tóm tắt là A bằng trừ 0,2, kịp chưa? Còn do đây là nhanh dần cho nên bạn mang xuống luôn. Đó, tiếp theo đi. Chỗ này. S bằng 960. S bằng 960. Nó bị mất phanh cho nên nó tuột nhanh một quãng đường là 960m. Câu hỏi ha. T bằng chấm hỏi dây. T bằng chấm hỏi dây. Câu B. V bằng chấm hỏi mét trên dây. Đúng, chính xác. Rồi thêm. Tốt, rất là tốt. Ở chỗ là bạn đã đổi đơn vị ngay đây luôn. Đổi đơn vị chuẩn nè. Chuẩn nè. Chuẩn thì cái này nó sẽ ra đơn vị chuẩn. Con giải tiếp luôn cho nhanh ha. Rồi, thôi nha. Xài công thức gì đây? Của cô là S bằng V0 nhân T cộng 1 phần 2 AT mình. Đúng. Nhớ là làm bài thì con ghi là giải. Người ta hỏi sao thì mình cứ lặp lại là giải nha. Thời gian xe ô tô chạy hết đoạn dốc là vậy đó. Rồi, AT bình. Hai số vào. Của cô là 960. Chỗ này. Chỗ này là cho V0 á. À dạ. 910 rồi rồi, xin lỗi. Đó, thấy không? 10T. 10 nhân T, đúng rồi, tại chơi mình chưa có. 10, 2, 3, 6 mấy bạn. Là 10, nhớ là đổi rồi thì mang đi sau sử dụng nha. Dăn mùng lên thì nhớ chui vô mùng á. Chứ mà đổi rồi cái đi lại thế số 36 vừa coi như không, công cốc không á nha. Dăn mùng là xuống sàn ngủ đó. 1 phần 2. A A là nhiêu? 0,2 nhân T bình. Đúng, nhân T bình. Đây là phương trình gì mấy bạn? Phương trình bậc 2. T bình. Rồi con giải ra hai nghiệm T là nhiêu? Cô T bằng 60 giây. Với T bằng âm 160 giây. Nhận âm 160 cô. 160 hả? Yeah. Rồi âm. Rồi, nhận cái giá trị nào, lỗi giá trị nào? Dạ, nhận T bằng 60 giây. Lý do lỗi ở dưới, tại sao lỗi? Dạ, thời gian không phải số A. Chính xác, rồi, như vậy xong câu A, cảm ơn. Câu B, bạn nào trợ giúp? Bạn nào giải giúp câu B? Trợ giúp bạn đi. Đâu, mày? Phúc Minh, mày đó. Câu B. Alo. À, lúc đó con không biết rồi. À rồi, ở cuối đoạn dốc nha, như vậy nè. Giờ cô chỉ luôn nè. Ở đây là bắt đầu mất thắng nè, như vậy chỗ này là 10 mét trên dây nha. Quãng đường này là bao nhiêu? 960. Rồi cô chỉ luôn nha, bạn Phúc Minh theo tiếp. Như vậy vừa xuống tới dốc này, người ta hỏi là bao nhiêu? Bao nhiêu cái gì? Vận tốc. Vậy thì con xài công thức nào? Công thức nào mà có vận tốc để cô quay lại cho nhìn nha. Rồi. Vận tốc, nhìn cái cột bên trái thôi. Công thức này có vận tốc nè. Công thức 1 có vận tốc nè. Ở đây có vận tốc nè. Ở đây cũng có vận tốc luôn nè. Ở đây thì không có ít không cho nên mình không tính. Rồi xài đứa nào? Giờ chọn đại đi. Mình chọn cái công thức mấy? Chọn đại. Cái nào cũng được. Cái dưới đi cô. Cái máy dưới lại nè. Cái 5. Cái 5 đi ha. Rồi. Rồi 5 nè. Đó bắt đầu đọc công thức nha. V lúc sau V bình trừ V không bình bằng gì nha? 2 lần A. A hết. Này kêu tìm gì vậy Minh? Kêu tìm chữ V đúng chưa? Rồi thay cho nghe. V bình. Rồi bắt đầu thay số vô cho cô luôn đi.
theo lẽ cô kêu biến đổi công thức thì nó hay hơn, nhưng mà công thức hai số luôn. V không là nhiều. À, V không là 10. Đúng, nhớ dấu bình phương vô nha. V không mới là 10 thôi, bình phương nè. Bằng số 2 cô viết lại, số 2 này là trong công thức có nha. Chữ A. 42. À, cái số cô xấu quá hả? 0,2. 0,2. Rồi tiếp theo, quãng đường 960. 960. Số con hơi xấu cho nên là phải theo dõi khủng khiếp lắm mới theo kịp. Rồi giờ nè, tìm V bình ha. Bạn nào giỏi thì thôi cho qua bước này nha. Quăng cái 10 bình phương này qua đây thành cộng 10 bình phương. Để chờ. Sau đó muốn bỏ dấu căn. Muốn bỏ dấu căn này đi. Muốn bỏ dấu, xin lỗi, bỏ dấu bình phương thì bên này phải lấy căn, rồi bấm biểu thức này giùm cô. Rồi mình bấm luôn đi để cho cô kết quả. Nha, muốn bỏ bình phương thì bên đây lấy căn. Căn 2 cô. Nhiều. Số chẵn luôn không hay. Số đẹp gì luôn không hay, là có phải gì không? Chẳng luôn á cô, 22 mét lên, mét trên dây. Rồi tới đây hiểu được không? Hiểu rồi. Hiểu rồi. Bây giờ cô giả sử như một bạn khác ở đây, bạn Minh thì xài công thức này, nhưng mà một bạn khác lại không thích xài công thức đó. Bạn tính, bạn mà cái đề yêu cầu là tính vận tốc tại cái chân dốc, tại cái chân đoạn đường, thì cô tính xài luôn cái công thức này. V bằng ngay từ trong công thức nó có chữ V luôn. V bằng V không cộng cho AT. Rồi. V0 là 10. A đề cho là 0,2. Tới cái T là mình tính hồi nãy nè. Thấy chưa? Lúc nãy bạn Châu tính cho mình là 60 giây. Thì con cũng sẽ ra giống như vậy. Ha, ra cùng một cái đáp số. Đâu kiểm này cô gây tải ra 22 luôn không? À, ngay chỗ này Thái hiểu bài không? Bạn Quốc Thái hiểu bài chỗ này không? Hiểu. Hiểu nha. Rồi, quan trọng là thuộc công thức, với lại con làm bài nhiều thì sẽ thuộc công thức, muốn lượng muốn thuộc thì làm bài nhiều thôi, và cách đó là cách nào giỏi nhất. Xong, câu 3.10 giấy. Có câu C không nhỉ? Không. Câu 3.15. Một đoàn tàu bắt đầu rời ga như vậy, cái vận tốc lúc ban đầu của nó là nhiêu mấy bạn? Đông Hoài, Quảng Anh, cô. Ừ. Một đoàn tàu rời ga và chuyển động thẳng đều sau khi chạy được 1,5 km là S là 1,5. Rồi, đồng ý. S là 1,5. Đổi ra thành 1.500 mét. Đúng rồi, nhanh tí đổi ra thành 1.500 mét. Thì đoàn tàu đạt vận tốc là 36 km/h là V không? Ấy, V là 1, là 36 km/h. Rồi, đổi sang mét trên dây. Cô là 10 mét trên dây. Ngay chỗ này có, nếu như bạn nào mà để km trên giờ thì cũng được, thì con cẩn thận một chút xíu. Nếu mà km trên giờ thì thời gian phải tính bằng giờ vậy thôi. Rồi, gì nữa anh? Gì nữa anh? Được, cô là đề kêu tính vận tốc của đoàn tàu sau khi chạy được 30, sau khi chạy được 3 km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga. V này là cũng là V lúc sau. Còn cô gọi là V phẩy hoặc là V1 cũng được. Bằng bao nhiêu mét trên giây đi ha. Rồi. Ứng với cái thời gian, ứng với cái quãng đường 3 km. Vận tốc V0 là bao nhiêu Quảng Anh? Thì cô là 0. Bằng 0. Cô cảm ơn. Một đoàn tàu bắt đầu rời ga, bắt
đầu rời ra như vậy, nó đang đứng yên và bắt đầu chuyển động. Đứng yên thì vận tốc của nó bằng bằng không mét trên giây. Cái phần tóm tắt này có bạn nào không hiểu không? Cô mô phỏng nha. Ngay chỗ này bắt đầu rời ra như vậy, v không bằng không. Tiếp này, sau khi chạy được 1,5 km, cái đoạn này là 1,5 km. Phía trên thì không ăn. Rồi. Thì cái vận tốc tại cái lúc này nè, nó được là 36 km/h và bạn đổi cho mình là 10 m/s luôn. Rồi vậy cô xài giá trị 10 m/s của bạn. Vậy thì nếu như nó tiếp tục nó tăng nữa nha, tới chỗ này, cái người ta hỏi là tính cái vận tốc tại cái chỗ này nè, cho nên ở đây thì cô đã ký hiệu là V rồi, thì chỗ này cái cô ký hiệu là V phẩy, và hai bạn này đều là vận tốc lúc sau hết, còn cái bạn này mới là vận tốc lúc ban đầu ha. 3 km kể từ đâu? Kể từ khi bắt đầu rời ra, có nghĩa là từ đây nè, băng qua tới đây nè là 3 km. Tôi sử dụng cái mặt khác. Đây, nguyên đoạn đường này là 3 km. Được chưa? Bây giờ mình sẽ giải bài toán này như sau. Nếu như gặp cái bài toán mà người ta cho vận tốc như đó đi được quãng đường vận tốc như đây với cái lượng quãng đường như thế này, tương tự người ta mới cho cái quãng đường khác hỏi vận tốc bao nhiêu, nghĩa là cho cái hai cái giá trị lặp đi lặp lại nè, cho quãng đường với vận tốc xong cái bắt đầu cho quãng đường hỏi vận tốc kia, thì mình sẽ làm cái dạng toán như sau. Mình sẽ lập tỷ số. Đầu tiên mình sẽ quan sát nha. S với V, như V không, trong đây nó không đề cập tới thời gian, cho nên cô nghĩ là cô dự định là cô sẽ sử dụng cái phương trình V bình phương trừ V không bình phương bằng 2 lần AS. Trong đó V bình phương là 10, V không bình phương là 0, cho nên chỗ này mất, cô khỏi cần trừ đi nữa tại vì trừ cho 0, bằng 2 lần, số 2 này viết lại. Gia tốc là đề chưa cho, nhưng mà quãng đường thì mình có. Ngay chỗ mình đang xét là chỗ này nè, thì quãng đường nó đi về cái chỗ mình chọn làm gốc là bao nhiêu? 1,5 km. Bạn thay đổi là 1.500 m rồi đó. Rồi, cô gọi đây là phương trình 1. Lần thứ 2 xét cái chỗ này, vậy thì ngay chỗ này vận tốc lúc sau là V phẩy nè, bình phương trừ cho vận tốc lúc ban đầu là V0 bình phương, vẫn là V0, bằng 2 lần AS. Nhưng lưu ý S là quãng đường dịch chuyển trong cái lúc hai cái vận tâm, cái khoảng mà hai cái vận tốc mình đang xét. Như vậy bây giờ nếu mình thế, vậy thì cái quãng đường này nó không còn giống như quãng đường lúc nãy, cho nên cô thay thành S phẩy cũng được ha, S phẩy hoặc S1 tùy mấy bạn, là do mình ký hiệu, miễn sao nó phân biệt cái đoạn đường trên là được. V phẩy bình phương mình chưa có nè, mình đề hỏi nè, tại đây là vận tốc là bao nhiêu nè, chưa có, cô gọi là V phẩy bình phương trừ V không, V không mình nói là không rồi cho nên khỏi trừ, bằng 2 lần, viết lại nè, chữ A cô viết lại nè. Bây giờ cái đoạn đường tương ứng nha, tại chỗ này thì mình xét cái đoạn đường nè, đây, thấy chưa, tại vì đề có nói rất là rõ là 3 km tính từ đâu, tính từ cái lúc bắt đầu rời ra là tới chỗ này nè, thấy chưa, vậy thì chỗ này là 3 km là 3.000 m, nãy quên đổi cái chỗ này, vậy quay trở lại mình đổi cái nha, tại vì nếu như không thì người ta sẽ thắc mắc là con số này 3.000 này ở đâu mà ra, tại vì tin đề tôi đâu có cho đâu mà anh ra được. Đây là phương trình thứ hai, làm thì bài bản như vậy, nhưng nếu bạn nào nhanh hơn thì có thể dễ dàng nhận ra như thế này. Rồi bắt đầu cô bôi những cái không liên quan, thật ra là bôi cho mấy bạn dễ nhìn thôi, chứ trong bài làm con vẫn ghi vậy nha, một phương trình một, phương trình hai đàng hoàng, rồi bây giờ những bôi bớt cho nó đừng bị rối. Bây giờ mình đi lập tỷ số, lấy phương trình một chia cho phương trình hai,
Vế trái mình sẽ được 10 bình phương chia V phẩy bình phương. Phương trình trên chia phương trình dưới thì bằng số nguyên giải này chia đây. Được chưa? Mình sẽ ghi cái động tác là lấy phương trình 1 chia phương trình 2 ta được. Đó, bắt đầu ta được cái biểu thức này. Dễ dàng nhận ra gia tốc với gia tốc mình đơn giản nè. Vậy là nó mất, mặc dù là đề chưa cho gia tốc bao nhiêu cả. Trên bài làm thì mình lấy cái viết của mình gạt dấu nhầy để người ta biết là mình đơn giản. Còn bây giờ thì cô bôi luôn đặng cho nó đơn giản, nó gọn cái bài toán mình. Đó, xong. Tìm cái chỗ này, V phẩy bình phương. Tìm cái này thì nhân chéo, chia ngang. Mẹ không cần nữa, bôi đi. Nhân. Đây là tìm cái chỗ này nè, quy tắc tam suất nè, nhân chéo, chia ngang. 10 bình phương nhân 2 nhân 3000 chia lại cho 2 nhân cho 1 5. À nãy mình quên đơn giản số 2 luôn. Cô lỡ. Thôi lỡ đơn giờ đơn giản cũng còn kịp. Đó, cho cô kết quả ngay chỗ này nha. Bấm giúp cô biểu thức này ra bao nhiêu. Bình phương số 2 này mình đơn giản bớt đi. Rồi, 10 bình phương nhân 3 nghìn. Đúng rồi ha. Bằng 200. V bình phương bằng 200. V phải bình phương bằng 257. V phải bằng. Hai chỗ này thì mình làm gì? Căn của 200. Chính là như 10 căn 2. Để như vậy thì số nó đẹp. Tuy nhiên ra tới kết quả sau cùng rồi thì con cứ đổi. Cái này là chữ dây. Ra kết quả sau cùng rồi mình cứ đổi sang số thập phân là 14,14 mét trên dây. Rồi, tới đây có bạn nào bị không hiểu gì không? Thì cô cung cấp ngay tới chỗ này, cô cung cấp cái công thức để mình lập tỉ số nha. Cô ơi, còn cách nào dễ không cô, chứ cách này hơi rối. Hơi rối phải không? Rồi giờ bắt đầu chốt lại nè. Nãy là đi vòng vòng, bây giờ chốt lại. Chốt lại cô cung cấp công thức luôn. Không biết chưa? Trong lúc hồi mình làm bài á, V bình phương. Mình có hai cái vận tốc đó, V1 bình phương trừ V0 bình phương. Thì V0 người ta cố tình cho bằng 0 rồi. Cho nên là phải trừ bằng 2 lần A1. A là giống nhau, A không đổi, A1 x1. Cái dưới mình có phương trình thứ hai V2 bình phương bằng 2 lần A x2. Rồi. Vậy thì từ hai phương trình này lập tỉ số nha. Bây giờ chỉ bắt đầu nhớ cái phương trình sau thôi nè. V1 bình chia V2 bình bằng, tại vì lập tỉ số nè, đơn giản nè, đơn giản nè, đơn giản nè, đơn giản nè. X1 chia X2. Hết. Dạ, hồi nãy là giờ là đi từ thôi. Còn bây giờ mình sẽ nghiệm ra. Trong giở con ghi V1 bình bằng 2 lần S và V2 bình bằng S. Từ 1 và 2 cái mình lập tỉ số thì được biểu thức này. Rồi bây giờ mình tính nhanh bằng cái công thức này nha. Thấy số vô đặt V1 thu gọn lại. Rồi tới xuống nhìn cái V1. V1 là V cái lúc đầu trên cái đoạn đường này nè. Chỗ này là V0. V lần đầu mình xét thì gọi là V1. Còn không ghi chữ V cũng được, miễn sao mấy bạn hiểu được nó là lúc sau thôi. Vậy bây giờ lúc sau nữa thì là V2 nè. Rồi lập tỉ số nha. V1 bình, ngay chỗ này nãy là nhiêu? 10 bình V2 là cái mình đang đi tìm, bằng X1. X1 là đoạn đường này, là từ đây về với cái gốc là 1500. X2 là từ đây nè, từ cái chỗ đang xét nè, đi về cái gốc là 3.000m, 3 cây số 3.000m, rồi xong thì nó cũng quay trở lại thôi, bắt đầu bài toán đơn giản hơn rồi nè, được chưa? Rồi, vậy giờ tiếp nhận thêm một cái công thức nha, chấp nhận thêm một công thức mới. Khi gặp cái dạng bài toán thì đúng là đây là bài toán nâng cao rồi đó, cho nên là khi gặp cái bài toán người ta cho quãng đường, cái cho vận tốc, cái tự nhiên người ta cho quãng đường nữa, mỗi vận tốc nữa, hoặc ngược lại cho quãng đường vận tốc.
cái bắt đầu ở đây người ta cho vận tốc hỏi quãng đường lần nữa, có nghĩa là cho một lần hỏi lần sau thì mình sẽ lập tỷ số bằng công thức này, được chưa? 1/2, 1/2, chỉ có điều là do trong cái công thức độc lập nó bình phương cho nên phải chỗ này còn cái dấu bình phương nha. Rồi, tới đây thì tìm chỗ này thì nhân chéo chia ngang thì nó quay lại y như này nè. 10 bình nhân cho 3.000 chia 1.500, 10 bình nhân 3.000 chia 1.500. Là ổn chưa? Thật ra đây là bài nâng cao. Dạ, chúc mừng mấy bạn nào đã gửi cho cô cái bài này làm cái quy tắc tham số mà ra đấy nha. Xong, kết thúc bài ở đây. Mình nghĩ lại một công thức, nghĩ lại cái kiến thức của chuyển động nhanh dần đều cái nữa. Tại vì ngày hôm nay mình học một cái chuyển động nhanh dần đều rất là đặc biệt. Ở đây là chuyển động thẳng đều nha, không dùng nó vô trong cái biến đổi đều. Lúc các bạn nộp bài, cô thấy cũng có hai bạn sử dụng công thức này cho nên bị sai. Đây là của thẳng đều nè, đây là biến đổi đều nè. Biến đổi đều thì có hai trường hợp là nhanh dần với chậm dần, đều xài chung bốn công thức. Lưu ý một vài chỗ nho nhỏ. Đây, nhanh dần thì gia tốc dương, chậm dần thì gia tốc âm. Đây cũng vậy, nhanh dần thì cái chữ A này nè phải lớn hay không, còn chậm dần thì nhỏ hơn không. Trong đây cũng vậy, chữ A thôi, quãng đường thì luôn luôn dương. V0 thì là giá trị dương, tại vì đây là con số mình tính toán cho nên nó mang giá trị dương nha. Tiếp theo, x0, cái phương trình này thì ít gặp. Đây, V bình phương thì nhất định phải dương rồi nha. V0, hai lần A ít, hả bé hơn, hả chuyển động chậm dần thì cái chữ A này mình thay bằng cái giá trị âm là được. Quãng đường thì luôn luôn dương. Lưu ý trong cả năm công thức này thì mình phải đổi đơn vị khi làm. Còn nếu như không đổi đơn vị thì phải thật là cẩn thận. Bởi vì nếu như gia tốc, xin lỗi, nếu như quãng đường là đơn vị là km, thời gian tính bằng giờ, thì V của mình phải tính bằng km trên giờ. V0 cũng phải tính bằng km trên giờ. Rồi, được ha. Chấm dứt bài hôm nay ở đây. Mình sẽ sang cái bài mới. Tí sau cô vẫn sẽ hỏi lại công thức của chuyển động thẳng đều nè, biến đổi đều luôn nha. Các bạn nghe cô hỏi sau đây liên quan tới nặng nhẹ. Thế nào mấy bạn cũng đã được từng nghe qua cái câu hỏi là một ký sắt với một ký bông gòn cái nào nặng hơn? Cũng có một cũng khá nhiều bạn bị gạt đấy. Nghe sắt thì cứ nghĩ là nó nặng hơn, nhưng mà thật ra nếu như nó một ký sắt một ký bông gòn thì nào nó cũng nặng bằng. Cái câu này quá quen thuộc rồi ha. Bây giờ cô hỏi mấy bạn câu khác, nghe kỹ nha. Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ. Rơi là rơi từ trên cao xuống, nhanh hơn vật nhẹ. Biểu thức cái phát biểu của cô vừa rồi đúng hay sai? Mời Đạt. Cô nói lại không? Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, đúng hay sai? Hai nữa con test thử. Có thể đúng có thể sai. Có thể đúng có thể sai. Rồi một ý kiến. Cô ghi lại cái ý kiến này đây. Thứ nhất, một phiếu là cho rằng vừa đúng vừa sai ha. Ủa, có nghĩa là có trường hợp đúng, có trường hợp sai, phải không? Cho cô thêm ý kiến. Rồi, mày Thủy Tiên. Dạ, cô. Theo con thì cái phát biểu của cô là đúng hay sai nha? Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ. Dạ là đúng. Đúng. Cô cảm ơn. Người nói đi. Bảo Duy. Cái nick của bạn Bảo Duy, cái nick bạn bị hư rồi. Tuấn Kiệt. Dạ. Rồi, vật nặng rơi hơn vật nhanh hơn vật nhẹ, đúng hay sai Kiệt? Dạ là sai. Sai. Dạ, không có ý kiến. Rồi, hỏi thêm người nữa. Bảo Thiện. Bảo Thiện. Bạn dán rồi hả? Ngọc Thiện. Bạn Hương. Bạn Mai Thắng.
Tôi coi là đúng. Đúng. Hai thiếu đúng. Một câu hỏi hết nhóm luôn. Bắt đầu, Bích Hà, hai con đúng hay sai? Dạ đúng. Ba thiếu. Vĩnh Hưng. Dạ câu là đúng. Đúng, bốn thiếu. Minh Châu. Câu là đúng. Đúng, năm thiếu. Tấn Phát. Theo câu là đúng. Đúng. Nhiều quá ha. Bảo Duy, Hoàng Huy. Dạ thưa cô, là con dốc 7 số 1. Là có thể đúng, có thể sai á hả? Rồi, yeah. Nhưng mà nếu như có thể đúng, có trường hợp nó sai, vậy thì cái phát biểu, một cái mệnh đề mà chỉ cần có một yếu tố sai là cái mệnh đề đó sai rồi. Rồi, giống bài số 1. Con sửa lại cô. Rồi, đã. Sai nha cô. Sai. Vậy là dưới này được 2 phiếu. Bỏ lại 1 phiếu nha, bỏ 1 phiếu. Rồi, bây giờ cô sẽ chứng minh cái trường hợp đúng trước. Và nếu như chỉ cần chỉ ra được một trường hợp sai thì mệnh đề này sai nha. Rồi, mật nặng ra hay mật nhẹ mình dễ dàng thấy được bằng cái thí nghiệm sau đây. Một chiếc lá với một viên sỏi thì rõ ràng khối lượng, cô xóa cái này đi, khối lượng của viên sỏi thấy lớn hơn rồi đó, cho nên là khi mà nó rơi thì chắc chắn là mình thấy nó rơi nhanh hơn. Như vậy trong trường hợp này là mình nghĩ là vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, cho nên cái mệnh đề đó còn đúng. Thế bây giờ mình sẽ quan sát tiếp, nếu như quan sát tiếp một số thí nghiệm sau nha. Giấy với viên sỏi thì nó giống như chiếc lá lúc nãy, vẫn là nặng rơi nhanh hơn nhẹ. Thí nghiệm thứ hai, cũng là giấy nhưng là vo tròn, là viên sỏi. Vo tròn lại, kích thước nhỏ, nén chặt lại bằng kích thước của viên sỏi nhỏ xíu luôn, thì lúc bấy giờ người ta thả rơi thì lại thấy hai vật này rơi xuống cùng một lúc. Có nghĩa là anh này nhẹ nè nhưng mà vẫn rơi cùng một lúc. Tuy nhiên cái thí nghiệm này có thể là nó mình làm thì nó không có ra chính xác, nhưng mà một thí nghiệm đơn giản để chứng minh được cái câu vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ là sai. Đó là mình làm như sau. Lấy hai tờ giấy A4 hoặc là hai tờ giấy tập có kích thước giống hệt nhau, hai tờ y hệt nhau nha. Như vậy là khối lượng nó giống nhau rồi đó. Sau đó một tờ thì mình để thẳng ra, một tờ vo lại nhỏ thả xuống. Có rơi xuống cùng một lúc không mấy bạn? Cùng một lúc không? Không. Không, chắc chắn. Bạn này sẽ rơi nhanh hơn. Như vậy mình không thể nói là vật nặng thì rơi nhanh hơn vật nhẹ được. Có cái trường hợp này rất là dễ dàng thấy, hai bạn này cùng khối lượng nhưng mà rơi khác nhau. Được chưa? Vậy thì cái mệnh đề đó là sai. Rồi, mệnh đề đó sai. Bây giờ mình tìm hiểu tiếp cái chuyện của mình. Thí nghiệm thứ ba. Tờ giấy đã vo tròn, giống như nãy cô nói nha. Cùng khối lượng. Cái này là thí nghiệm mô phỏng cho nên nhìn nó hơi giả chút nha các bạn ơi. Như vậy, trong không khí không phải là nặng nhẹ nó quyết định đến tốc độ rơi nhanh hay chậm đâu. Mà bây giờ mình sẽ xét cái yếu tố nào nó tác động tới cái khả năng rơi nhanh hay chậm nha. Vậy thì theo mấy bạn như tờ giấy, tại sao tờ giấy với cũng là tờ giấy mà do tròn, hai bạn này cùng khối lượng nhưng mà bạn này lại rơi nhanh hơn? Cô vẽ cái vector vận tốc nó khác một chút. Rồi ơi, vậy thì mình, bạn này, cô biết cho mình tại cái yếu tố nào quyết định cái tốc độ rơi nhanh hay chậm? Theo con thì cái tại bạn này rơi chậm là do đâu? Rồi bạn nào biết thì diện tích của nó. Diện tích của nó. Rồi, diện tích lớn. Còn nữa không? Sức cản không khí. Sức cản không khí, cho cô biết bạn nào mới vừa phát biểu. Em. Who are you? Em là ai? Tên. Hoàng Anh. Hả? Hoàng Anh. Hoàng Anh, à Hoàng Anh mà cô nghe em rồi. Hoàng Anh, chính xác. Hoàng Anh. Hoàng Anh, vậy hả?
Vâng. Dạ, xin lỗi. Nguyên nhân chính là do cái vật này nó chịu sức cản của không khí lớn hơn, chính xác nha. Diện tích thì nó, ngoài ra thì nó còn nhiều yếu tố khác, nhưng mà yếu tố chính mình nhận ra được đó là do sức cản của không khí. Vậy bây giờ cô mới đặt đây một cái vấn đề khác nữa nha. Vậy nếu như cô tìm cách cô loại hết sức cản của không khí ra, để y nguyên cái diện tích này luôn, loại hết sức cản không khí ra, thì hai bạn này có rơi như nhau hay không? Mình tìm một cái môi trường nào đó thả nó vô, rồi loại hết cái sức cản của không khí ra, hút không khí ra hết, chỉ còn giữ lại trên không thôi, thì hai bạn này có rơi nhanh như nhau hay không? Tại vì hồi nãy mình đoán nguyên nhân có. Rồi bây giờ mình kiểm tra ha. Mình nói là rơi chậm là do không khí cản nhiều. Vậy bây giờ mình loại cái sức cản của không khí thì sao? Mời quan sát tiếp. Đây, bỏ mình đi. Rồi. Nãy mình nói rồi, mấy cái này nói rồi. Nhà bác học người Anh là Isaac Newton là cái người đầu tiên nghiên cứu cái việc loại trừ cái ảnh hưởng của không khí lên cái việc rơi tự do của các vật, việc rơi của các vật. Ông đã làm một cái thí nghiệm như sau. Ông dùng một cái ống thủy tinh, bên trong chứa một cái viên bi bằng chì và một cái lông chim, có nghĩa là nó khác nhau về gì? Khối lượng, và khác nhau về diện tích luôn. Dùng một cái ống nha. Xong trong này vẫn có không khí bình thường, đậy cái ống lại. Cái ống này đặt tên là ống Newton, tại vì do ông là người đầu tiên á làm cái thí nghiệm này cho nên mình gọi là ống Newton, nhưng mà cơ bản nó là cái ống thủy tinh, rồi trong đó chứa hai cái vật vậy thôi. Ông mới thả rơi cái lông chim và viên bi, thì mình dễ dàng đoán được cái kết quả rồi, là cái viên bi này nó sẽ rơi nhanh hơn. Thế tiếp theo, ông mới hút hết. Nói ông hút thì ngáy quá, nhưng mà đại khái là ông sẽ hút hết cái không khí bên trong này ra. Khi cái môi trường không có không khí thì mình gọi đó là môi trường chân không. Đó. Hút ra, bắt đầu cũng cho viên bi nó rơi. Thế mấy bạn hỏi cô là sao nó đang nằm dưới đây thì nó đem lên được á. Thì cái việc làm gì? Trở cái ống nó lại là được nha. Hút xong rồi trở cái ống nó lại. Thì lúc bây giờ mình cho hai vật này tiếp tục rơi, thì hai bạn này rơi cùng một lúc, rơi nhanh như nhau. Rồi từ nhiều cái thí nghiệm như vậy á, ta mới đi đến một cái kết luận là cái sự rơi của hai vật này gọi là rơi tự do. Thật ra là muốn có rơi tự do là mình phải loại bỏ nhiều cái yếu tố ảnh hưởng khác, giống như là của điện trường, từ trường, vân vân. Vậy thì cái khái niệm mà chính xác nhất là sự rơi tự do là lúc bây giờ nó rơi là do đâu? Chỉ do đâu thôi mấy bạn? Do trọng lực của nó thôi ha. Như vậy mình đến đây mình định nghĩa rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của ai? Của trọng lực thôi. Loại hết các tất cả các yếu tố. Và Newton làm thí nghiệm này, nhưng mà trước đó thì cũng có một cái nhà bác học khác là nhà bác học Galilei. Mày nói rồi nha, mình phải nói trước đi. Nhà bác học Galilei, ông đã làm một cái thí nghiệm đối với cái tháp nghiêng Pisa ở Ý. Ở Ý có một cái tháp nổi tiếng là cái cấu trúc nó nghiêng, gọi là tháp nghiêng Pisa. Ông mới trên này thả những cái quả nặng có khối lượng khác nhau, thì ông sẽ thấy là trọng lượng, do trọng lượng của mấy cái quả tạ này nè, mấy cái quả nặng này nè, rất là lớn, và nó lớn hơn rất nhiều so với sức cản của cái không khí, nghĩa là sức cản không khí không có nhiêu á, không có nhiêu. Thì lúc bấy giờ ông lại thấy là mấy cái quả tạ này nó rơi gần như nhau, rớt chạm đất cùng một lúc. Như vậy mình tạm thời mình có thể nói theo định nghĩa là rơi tự do là rơi chỉ dưới tác dụng của ai? Của trọng lực thôi. Rồi, còn bây giờ tạm thời mình có thể xem xét là rơi tự do khi mà mình cản được hết, loại bỏ qua cái sức cản của không khí. Các bạn hiểu ý cô nói chỗ này không? Rơi tự do là chỉ rơi dưới tác dụng động lực, không có tác dụng của không khí, không có tác dụng của điện trường, của từ trường. Đó là nghĩa là phải loại hết, chỉ giữ lại cái trọng lực thôi. Nhưng mà bây giờ một cách tương đối thì mình chỉ cần loại được cái yếu tố không khí là được nha. Rồi, bắt đầu xét rơi tự do. Mình sẽ nghiên cứu chuyển động ra rơi tự do. Thứ nhất, phương chuyển động. Bạn nào cho cô biết đi, phương thẳng đứng hay nằm ngang?
Mày nhật tháng của Thánh Đức. Phương nào? Thả rơi một vật thì nó rơi theo phương thẳng đứng hay là ngang quanh hắn? Nó coi là thẳng đứng. Thẳng đứng, đúng rồi. Thẩm tin thì bạn nào cũng có thể thả rơi tự do một cái vật gì đó ha, ngay cả chính mình. Nói chơi vậy thôi. Mà ha. Nói chơi thôi, cho qua cái câu đó nha mấy bạn ơi, đừng có cái câu quá. Rồi, đừng có tin quá nha. Đây tự do như vậy, cái phương là phương thẳng đứng. Chiều, chiều là từ đâu đến đâu, khi mà thả một vật thì cái chiều của nó là từ đâu đến đâu. Mày Khánh An, mày đó. Cái vật là nó rơi từ đó đến đâu? Từ trái sang phải hay là sao? Dạ, từ trên xuống. Chính xác, chiều là chiều từ trên xuống. Rồi. Ngoài ra cô cung cấp thêm, người ta làm thực nghiệm, bằng cái thực nghiệm thì người ta đo được cái chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng, nhanh, dần đều. Cái thẳng là mấy bạn đã biết rồi, là trong những tiết trước mình nói quỹ đạo thẳng là mấy bạn đã cho rồi. Và ngày nay mình biết được rơi tự do là rơi nhanh, dần đều, chứ nó không có rơi đều đều xuống. Càng ngày càng nhanh, nhanh dần đều. Mà nếu như nhanh dần đều là phải có gia tốc, có vận tốc, có quãng đường, vân vân. Bắt đầu mình sẽ công thức tính vận tốc. Bây giờ mình sẽ nói tới cái trường hợp là nhanh dần đều bình thường trước nha. Nhanh dần đều vận tốc V bằng V0 cộng cho AT, đúng chưa? Vậy thì bây giờ bên đây tương ứng V tại một cái thời điểm nào đó mình đang xét V0. Bây giờ mình sẽ đặt cái tình huống là rơi tự do, có nghĩa là chỉ tác dụng của trọng lực là mình không can thiệp tới cái vận tốc lúc ban đầu, là mình không đẩy nó xuống, mình chỉ cầm và buông ra. Như vậy vận tốc lúc ban đầu của nó bằng mấy mấy bạn ha? Cầm rồi buông ra, như vậy vận tốc lúc ban đầu của nó bằng bằng không nha. Rồi, không cộng cho A nhân T. A nhân T bằng không thì mình xóa đi. V bằng A nhân T. Tuy nhiên, rơi tự do là một cái hiện tượng rất là đặc biệt, cho nên gia tốc này người ta mới đặt cho một cái tên gọi khác là gia tốc rơi tự do. Và đổi cái chữ, đổi tên bạn này, đổi cái ký hiệu bạn này cho đẹp. Nó cũng là gia tốc, nhưng mà do gia tốc rơi tự do cho nên cô người ta ký hiệu bằng một chữ khác cho nó đẹp, cho nó riêng biệt. Ghê. Được chưa? Gia tốc này là gia tốc bình thường, chuyển vật nào chuyển động nhanh dần thì mình cũng dùng gia tốc là chữ A. Còn bây giờ rơi tự do là một trường hợp đặc biệt, cho nên mình dùng chữ G mình thay thế. Như vậy ngay chỗ này, biểu thức của vận tốc cô viết lại V bằng GT. Xong. Từ đây suy ra đây được cái ha. Các bạn hiểu được tới đây không? Ở đâu ra công thức V bằng GT đấy ha? V là vận tốc tại thời điểm mình đang xét. G là gia tốc rơi tự do, gọi là gia tốc rơi tự do để phân biệt với cái gia tốc bình thường. T là thời gian nó rơi được. Và lưu ý mình xét rơi tự do này, từ trên đây thả rơi xuống. Thì ngay chỗ này bắt đầu mình đã định nghĩa là rơi tự do là chỉ tác dụng của trọng lực thôi. Thì chỗ này mình không can thiệp, có nghĩa là mình không dùng lực để mình ném nó xuống, mà là mình chỉ cầm nó buông ra. Như vậy vận tốc ngay chỗ này phải bằng bằng không. Hiểu được chưa? V không bằng không, cho nên mình bị mất ngay chỗ này, mất ngay đây. Đó, sao cũng V bằng G nhân T. Xong, để cô xóa. Chữ G gọi là gì? Mày Tuấn Kiệt. Chị ơi. Alo bạn Tuấn Kiệt. Bị rớt ra ngoài rẻ. Mày Tấn Phát. Ghê gọi là gì Phát? Nãy con mới nói Hoko ghê là gia tốc của rơi tự do. Chính xác, để cô hỏi thêm cái nha. Nếu như ghê là gia tốc rơi tự do, vậy thì đơn vị của nó là gì kìa Phát? Dạ là mét trên giây bình phương.
Chính xác, đã nó bản chất của nó là gia tốc cho nên nó vẫn là mét trên giây bình phương hả mấy bạn? Cô bỏ đây nè. Rồi, tới đây hiểu vậy chưa? Tiếp theo. Có công thức tính vận tốc rồi, tiếp công thức khác. Vậy còn quãng đường. Cái này quên chỉnh hiểu. Có gia tốc rồi, bây giờ tới quãng đường nha. Quãng đường ở bên cái chuyển động nhanh dần đều bình thường của bất kỳ hết bằng, mời một bạn lặp lại dùm cô. Mời Phúc. À quên. Mời Hoàng Quy. Dạ cô. Rồi, quãng đường của chuyển động nhanh dần. Quãng đường của chuyển động nhanh dần là S bằng cô viết lại cái V đi. V0 cộng A nhân T. V bằng V0 cộng A nhân T. Vậy nhờ S bằng gì? Thêm giữ T vô đây. V0T cộng... V0 cộng A nhân T bình. À, gì nữa? Chia cho mấy? Phần 2. Phần 2. Nghe tiếp nha. Đây là một cái chuyển rồi được rồi Phúc. Đây là một cái chuyển động nhanh dần đều bình thường. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình áp vô đối với nhanh dần đều của rơi tự do nha. Rơi tự do cũng là một chuyển động nhanh dần đều, như vậy thì nó phải thỏa mãn cái công thức này luôn. Chỉ có điều là mình biến đổi cho nó phù hợp lại thôi. Hết bằng V không bằng mấy? Nãy mình nói bằng không, cho nên chỗ này mất. Cộng 1/2 viết lại. A mình thay bằng gì? Gia tốc bình thường thì mình thay vô bằng G. T bình viết lại. Xong. Môi cái này đi cho đẹp cái công thức. Như vậy tới đây mình xây dựng được hai công thức. S bằng 1/2 G T bình. Được nha. Rồi. Hai công thức đi cha. Nó xuất phát từ cái công thức chuyển động nhanh dần đều. Nếu như bạn nào quên đây, nhất thời mình chưa thuộc thì bắt đầu đi từ đây mà mình lội ra từ từ. Nè, bỏ V0 nè, tại vì nó bằng 0, mất. Chữ A thay bằng G, GT. Bỏ V0 nguyên cái cộng này mất. Chữ A thay bằng G thì S bằng 1/2 GT bình. Được ha. Ngoài ra cô muốn mấy bạn tìm thêm, đây là tính vận tốc, đây là tính quãng đường. Bây giờ tính cho cô từ công thức này suy ra thời gian dựa vào quãng đường, từ cái công thức số 2 này suy ra lại dùm cô thời gian, đâu biến đổi công thức đây. Từ công thức số 2 tìm lại thời gian. Mày Vĩnh Hưng không biết hỏi được không? Với cô bằng 1/ căn có 1/2 g. Căn của 1/2 g. Còn chữ s đâu? Về phần s. Phần s ha. Rồi cô cảm ơn. Bây giờ mình kiểm tra công thức của bạn nha. Để cô đem cái công thức của bạn qua anh đây cái. Cô biết là đúng ý không rồi phải không bạn Hưng? Đúng rồi, vậy là phải không? G phần s ha. Rồi bây giờ cô kiểm tra nha. Tôi hướng dẫn đây. Ngoài cái chuyện shift function thì đôi khi những khi người ta hỏi là có những câu trắc nghiệm ta hỏi là thời gian thì tính bằng công thức nào, thì mình lúc đó mình buộc lòng mình cũng phải biến đổi được chứ mình không dùng shift function ha. Shift function thì để gì giải tự luận được rồi. Rồi công thức 2 nè. Tìm T, cô giữ chữ T lại. Như vậy vế phải đang có T bình thì giữ lại. Không có chữ T thì quăng hết qua bên vế trái. Nè, 1/2, 1 chia 2 thì quăng qua bên vế trái là được số nhân 2. Vế trái đang có sẵn chữ S thì cứ giữ lại chữ S. Đang nè, G nhân T bình, T nhân G bình, nhân G, lộn, T bình nhân G, nhân G thì đem đây thành chia G. Bắt đầu, bỏ bình phương thì lấy nguyên dấu căn này luôn. Căn của 2S chia G. 2S chia G, ngược lại nha Hưng ơi. T bằng căn 2S chia G nha. Đầu bắt đầu cô viết xuôi lại nè. T bằng căn 2S chia cho G. Xong. Tới đây
bài hôm nay hiện tại là được 3 công thức. Công thức này cũng gọn gọn thôi chứ không có cộng trừ gì nhiều. V bằng GT, S bằng 1 phần 2 GT bình. Thì thật ra là từ V xuống S là con thêm chữ T vô, kéo 2 vô. T thì mình chuyển giấy nha, T bằng căn 2 S chia G. Tiếp theo, trước mắt là 3 công thức này. Tiếp theo, mình bây giờ mình đề cập tới một cái bảng mới, đó là bảng gia tốc rơi tự do. Giới thiệu thêm về cái bảng này, cô xóa 3 công thức này nha. Đề cập tới nha. Tại một nơi nhất định trên trái đất thì gia tốc, thì tất cả các vật ở cùng một nơi nha, thì tất cả các vật rơi tự do à, nó sẽ rơi với cùng một gia tốc. Hồi bữa giờ mình học mình tính A có thể là 0,2 mét trên giây bình phương. Vậy A có thể là 4 mét trên giây bình phương. Đây là những chuyển động thông thường thôi, những chuyển động nhanh dần thông thường. Còn bây giờ cái bảng này là bảng rơi, rơi tự do, rơi từ trên này rơi xuống, vận tốc càng ngày càng tăng. Và cái gia tốc này nè, cô thả một cái vật này rơi tự do thì nó rơi đúng với gia tốc đó. Và bây giờ thả một cái vật khác nó rơi tự do thì nó cũng sẽ rơi đúng cái gia tốc đó nếu như mình để ở chung một cái chỗ. Còn ở đây ví dụ như mình có hai xe thì nó có thể xảy ra cái hiện tượng là hai xe này gia tốc khác nhau. Còn ở đây hai vật rơi tự do với điều kiện là ở cùng một địa điểm thì hai cái gia tốc này như nhau. Được chưa? Rồi, mà thông thường ha. Thông thường á thì cái gia tốc này cỡ chừng 9,8 g bằng 9,8 m trên giây bình phương. Hoặc là để tiện tính toán thì đề sẽ yêu cầu con lấy làm tròn g bằng 10 m trên giây bình phương. Hai giá trị này, một số thì nó thực tế, còn một số thì để tiện tính toán người ta yêu cầu mình lấy g bằng 10. Rồi, đây là hai số bắt buộc thuộc. Hỏi lại, gia tốc rơi tự do thường lấy hai giá trị là bao nhiêu? Hoàng Anh. Dạ, có gia tốc thường rơi tự do thường lấy hai giá trị là gần bằng 9,8 và gần bằng 10. Cô cảm ơn, chính xác. Rồi. Bữa giờ mình xét cái chuyển động thẳng đều trên cái phương nằm ngang hoặc là xuống dốc thì phương hay xéo một chút. Thì ngày hôm nay mình bắt đầu làm bài tập với cái chuyển động thẳng nhanh dần đều. Cho xin lỗi, cái này là nhanh dần luôn nha. Ngày hôm nay mình cũng sẽ học với một cái nhanh dần mà chỉ có trường hợp nó chỉ hơi lạ ở chỗ là cái phương của nó thẳng đứng thôi chứ không sao cả. Rồi, bắt đầu. Yếu tố nào ảnh hưởng đến rơi chạm nhanh chậm? Lực sức cản của không khí. Câu thứ hai, nếu như mình loại bỏ được sức cản không khí thì mọi vật sẽ rơi tự do. Vậy mình định nghĩa rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của gì? Của trọng lực thôi. Những công thức cần nhớ trong ngày hôm nay, 3 công thức quan trọng. Bữa này mình học nè, thẳng đều nè. Xong cái mình học tới biến đổi đều. Biến đổi đều thì có hai trường hợp là nhanh dần, chậm dần. Ngày hôm nay mình học một trường hợp đặc biệt của nhanh dần, đó là rơi tự do. Rồi, bắt đầu khảo sát rơi tự do nha. Bản chất của nó là rơi nhanh dần, cho nên tất cả những cái công thức nhanh dần đều áp dụng cho nó. Nhưng mà mình sẽ biến đổi cho phù hợp và nó gọn gàng hơn. Vận tốc V bằng V0, V0 không có, AT thành GT. Một công thức. Công thức thứ hai, quãng đường S bằng V0V, mất cái cụm đó, cộng 1 phần 2 GT bình. Công thức thứ hai. Công thức thứ ba,
từ cái công thức này tìm lại thời gian cho nó đủ ba yếu tố nha. C bằng căn 2 ớt chia cho g, chia cho g. G này có giá trị thường thì nó gần bằng 9,8 mét trên giây bình phương, hoặc là mình lấy giá trị 10 mét trên giây bình phương. Gia tốc tia tự do này nó đặc biệt cái chỗ là nếu như trong cùng một địa điểm thì nó sẽ mỗi vật ai cũng vậy, chiếc xe nào ví dụ như chiếc xe thì nó chạy có thể thay đổi, còn bây giờ vật hai vật rơi cùng một chỗ thì cho dù anh to anh nhỏ gì thì nó sẽ đều rơi cùng cái gia tốc đó. Ghê của các bạn này giống như gia tốc bạn này giống gia tốc bạn này, và cỡ chừng như đây nè. Vậy thì tính ra bài này nó nhẹ hơn ở chỗ là gia tốc là một cái đại lượng mình biết sẵn rồi đó, người ta không có cần ít khi nào người ta kêu mình tính gia tốc lắm cũng sẽ có, nhưng mà ít ra mình cũng sẽ đoán được cái kết quả của gia tốc nó nằm ở tầm tầm này nha. Rồi, nhẹ được cái bài toán gia tốc. Nãy cô có nói là rơi cùng một địa điểm thì gia tốc nó như nhau, vậy thì rơi khác địa điểm gia tốc làm sao? Giả sử như mình ở một cái ở Hà Nội đi thì gia tốc nó là khác, rồi bây giờ đem nó lên Bắc Cực hoặc là cái cực Nam hoặc cực Bắc đều được, thì lúc bây giờ gia tốc nó sẽ khác, và quy tắc là càng lên cao cái gia tốc của nó sẽ càng giảm. Còn cái công thức gia tốc thì vài bữa nữa mình sẽ học tới. Ở đây tạm thời mình chỉ chấp nhận là những, tới đây mình chỉ xét những cái trường hợp là rơi chung một chỗ thôi ha, rơi chung một chỗ có cùng gia tốc. 1, 2, 3 cho nhìn ba công thức trước khi mình làm bài. Cô hỏi nha. Bơi. Một nha. Mỗi bạn một vị trí. Mày, thủy tiên, vận tốc. Tốc của rơi tự do tính là công thức gì? Cho cô là bằng g nhân tờ. G nhân tờ. Rồi. Quãng đường Mài Minh. Nè nhấp đi lại nè. Quãng đường tính là công thức gì? G nhân tờ. Chưa đúng. V là g nhân tờ. Vậy giải dưới này nè. Hả? Từ trên xuống dưới thì thêm cho một t nữa thì ra t bình. Thêm nó trên thì phải thêm nó dưới. Đấy chưa? Công thức thứ ba. Mời Hoài An. Dạ, căn 2S chia G. Đúng rồi. 2S chia cho G. Ngoài ra còn cái công thức độc lập nữa, nhưng mà cái đó thì gặp bài toán thì mình sẽ giải quyết sau. Ba công thức này là ba công thức bắt buộc thuộc ha. Rồi, rồi như đây đủ rồi đó, để mình làm bài tập rồi đó. Ý là cái mình chuẩn bị làm bài tập nha. Hãy kêu tính thời gian là dùng như công thức này. Vận tốc thế vô đây. Hết, thế vô đây. Rồi, bắt đầu. Mình sẽ sửa bài tập trong sách giáo khoa trước nha. Đừng ví dụ như mình biết mình có án sửa đó trong ngày trước. Câu 7, trang 27 của mấy bạn. Con suy nghĩ trong vòng 30 giây cho nó cho kết quả. Câu 7 thôi, bắt đầu. Cho cô kết quả. Câu D. Câu 1D. Rồi, mày bạn khác trả kiến. Bạn đã chọn câu D mà thích ha. Câu 1 chọn câu nào? Dạ, câu A. Câu A nè.
Rồi, hai ý kiến, người đó đi. Thắng. Được cô rồi, câu A. Câu A. Rồi, bây giờ mình xét nha. Rơi tự do là rơi mà mình loại hết cái sức cản của không khí, hoặc là cái sức cản của không khí tác dụng lên nó rất nhỏ. Vậy thì trong trường hợp này, cái lá rụng nó có rơi tự do không bạn? Nó có rơi thẳng đứng không? Không, nó sẽ sàn qua sàn lại, sàn qua sàn lại. Tại vì cái bị gì? Nó bị cái không khí cản, không phải. Một sợi chỉ cũng không phải. Sợi chỉ mà thả thì chưa chắc, nó chưa chắc rơi tự do nha. Viết khăn lại càng không phải rồi ha. Một mẫu phấn, chính xác. Câu 7 mình chọn câu D. Bạn nào có sách đó thì có thể khoanh vô luôn. Câu tiếp theo, câu 8. Câu 8. 40 giây. Bắt à? Bốn mươi lăm luôn rồi. Mai. Thái. Câu 8 dạ con nè. Dạ cô, câu D. Câu D. Cô cảm ơn. Thủy Tiên con dạ con nè. Dạ câu D. Câu D. Câu này dễ lắm mấy bạn. Câu D. Tại vì rơi tự do, quỹ đạo của nó phải là đường thẳng. Này được ném lên như vậy thì lúc mà mình ném lên thì nó có thể hay thẳng, nhưng mà sau đó nó sẽ cong rồi nó rơi xuống. Thì cái lúc đi lên thì nó không phải là rơi tự do. Nên là mình có cái lực ném, mình cong đây như vậy, mình có cái lực ném lên thì mình có căng thì nó có tác động, cho nên là không phải là rơi tự do. Ném theo phương nằm ngang, ngang nhưng mà lát sau nó sẽ rơi xuống, như vậy quỹ đạo không phải là đường thẳng. Đây cũng vậy, xuyên góc thì quỹ đạo không phải là thẳng. Và cái chiều đường thẳng nhưng mà không phải chiều từ trên xuống nha. Cái chỗ có câu A này cũng vậy, dưới ném lên cao thì kể cái chiều từ dưới lên này, chứ không phải là từ trên xuống nữa. Câu D, thả rơi tự do. Câu 9. Nghe đây. Thả một hòn đá từ độ cao H xuống. Ủa, trong công thức hồi nãy cô Hằng nãy dạy, ba công thức đều không xuất hiện chữ H. Tuy nhiên, bây giờ mình sẽ hiểu như thế này. Cô thả một vật từ cái độ cao rơi xuống cái vị trí này, vậy thì độ cao h của nó cũng chính là cái gì mấy bạn? Quãng đường nó đi được h bằng với s. Rồi nhớ chi tiết này nha, h s. Vậy thì trong công thức mình có thể linh hoạt hai bằng s hoặc hai bằng h. T bằng nãy mình nói căn của hai s thì mình giờ mình sửa thành hai h vẫn được, chia cho g, tùy vào cái bài làm, tùy vào cái bài tập của mình nha. Rồi hiểu được chưa? Độ cao h là 2 á, tiếng Anh là 2 cho nên là h. Rồi nó cũng chính là quãng đường nó rơi được, quãng đường là s. Như vậy chữ h chính là chữ s. Bây giờ mình sẽ sửa câu 9. Câu 9 hơi khó nhỉ. Con suy nghĩ trong 3 phút đi, 3 phút rồi cô sẽ sửa câu 9. Đây cô copy qua đây cái gì mới bằng lại. Rồi, 3 phút quá rồi. Thắng vô trở lại được chưa Thắng ơi? Dạ rồi cô. Rồi ok. Con vô kịp cái lúc cô nói quãng đường chính là độ cao không?
Được không? Rồi được nha. Chữ H chính là chữ ớt. Rồi, 3 phút. Bạn nào ra đáp án con chọn cái nào. Mời giơ tay đi nha. Con này nó hơi tùy duyên tí xíu. Chưa có bạn nào ra kết quả hả? Alo. Rồi, im luôn hết rồi hả? Rồi, vậy cô xử mình luôn. À, sửa nha. Một hòn đá từ độ cao H rơi xuống rất là nhiều hỏng biết đây một giây. Các em ta hỏi cũng hòn đá đó mà từ độ cao 4 á thì rơi xuống bao nhiêu, thì mình sẽ tính như thế này. À, con nhớ tín hiệu vui. Rồi xong, không ai trả lời. Bây giờ mình áp dụng cái công thức tính quãng đường đi được nha. Độ cao H xuống. Cô giả sử như H lại như đây đi. Thì quãng đường rơi là chữ S. Cô viết như vậy cho mình dễ hiểu. S chính là đoạn đường. Rồi, bằng V nhân với T. Đồng ý chưa? Hay nói cách khác, cô suy ra được thời gian rơi chữ T này bằng căn. Xin lỗi. Quãng đường thì phải là 1 phần 2 GT bình. Cô nhầm, xin lỗi các bạn. 2H chia cho G. Tới đây mấy bạn còn lót kịp không? Còn theo kịp không? Thời gian rơi á. Rồi tiếp theo. Lần thứ 2 quãng đường rơi gấp 4 lần. Còn hơn nhiều lắm. Tên này nó rơi đúng luôn á. 4 lần. Và nó cũng rơi chạm đất ở đây. Dữ liệu để cho mình nè.
là cái độ cao lúc sau cô hát phẩy đấy gấp 4 lần độ cao lúc ban đầu, 4 lần chữ hát. Rồi, như vậy hát phẩy bằng 1 phần 2 g t bình phương. Và dĩ nhiên lúc bây giờ cái thời gian rơi nó khác với cái thời gian lúc nãy, cho nên cô mới quy ước đây là chữ t thì đây là t phẩy chẳng hạn, hoặc là t một cũng được nha, do mình thôi. Rồi cô bôi cho cái cột này đi đừng cho nó trống. Cô tìm lại cái t phẩy bằng y như công thức, vẫn là hai h chia cho g, nhưng mà trong trường hợp này là h phẩy. Tới đây còn hiểu không? Đây chỉ là công thức thôi chứ chưa có gì hết á nha. Rồi, bắt đầu thay vô nè. Căn viết lại nè. Số 2 viết lại nè. Cái h phẩy này bằng mấy h các bạn? Bằng 4 h. Cho nên cô ghi bằng 4 h. Chỗ nào có h phẩy cô lại bằng 4 h. Ghê. Đây là t phẩy. Rồi, bắt đầu gom nha. Đổi chỗ một chút xíu. Cô đem số 4 ra bên ngoài, số 4 đem ra bên ngoài lấy căn này là còn gì, là còn 2 lần nhà số 4 này đem ra nha, chứ không phải số 2 đem ra, số 4 đem ra thì được 2 căn cũng. Rồi ở trong này còn lại là 2 chia cho g t phẩy bằng 2 lần căn 2 h chia g. Số 2 cô viết lại, bạn nào nhận ra cái chỗ này là chữ gì nhỉ? Chữ T. Chính xác là chữ T đây. Rồi. Giỏi. Chữ T. Cô thay nguyên cái dấu căn này bằng chữ T. T phẩy. Cái thời gian bằng 2 lần T. Rồi con thay T vô là được. T để cho ha, là mấy giây. Thời gian lúc ban đầu là 1 giây. Số 2 viết lại nè. Nhân cho thời gian lúc ban đầu là 1 giây. Như vậy cái thời gian lúc sau là 2 giây. Đáp án của mình chọn câu câu B. Chỗ nào bạn nào không hiểu thì nói cô nhắn lại. Nhớ được không các bạn ơi? Cho qua được chưa? Tiếp theo. Bài 10. Bài 10 là câu thứ lớn. Cái đề thật là ngắn gọn. Bài này dễ hơn so với câu chính lúc nãy. Tóm tắt đề giúp cô nha. Một vật rơi từ độ cao 20 mét xuống đất. Chỗ này mình tóm tắt thành cái gì được đây? Mời Khánh em. Tóm tắt cái chỗ này thành gì cái này? Là h bằng 20. Ừ, h bằng 20. Còn nếu như bạn nào thuộc vào chữ S thì cũng được, h bằng 20 mét luôn. Đó, tiếp luôn nha em ơi. Lấy g bằng 10. À, người ta cho đẳng g rồi. G bằng 10. Nhớ là g là gia tốc rơi tự do, cho nên nó vẫn có đơn vị là mét trên giây bình phương nha. Hỏi. Thời gian rơi, thời gian là chữ gì Khánh An? Dạ, T. Rồi, quá dễ. 2 phút bấm máy. Trong lúc mà giải bài tập á, trong vở anh lên lớp học á, thì giải nha, ghi cái lại cái là giải nè, bên này là tóm tắt. Bên này là giải. Rồi ghi là giải yêu cầu. Thời gian rơi của vật là, thời gian rơi của vật là xuống dọc. Ta có T bằng căn 2 h chia g. Rồi thay số vô giúp cô nha. 2 phút bấm máy sau đó cô gọi cho kết quả. Thôi mà. Căn 4. Nhiều. Căn có 4. Căn 4 là nhiều cho cô cách ra nhiều. Từ 2. 2. Rồi một bạn. Đơn vị là gì? Dây. T. Giờ là dây. Rồi.
cái nữa đi, mình quên để mình cái tấm tắt vận tốc nữa, để như chỗ này còn V nữa nè. 20 nhỉ. Để đi ha, kết quả của bạn nào đó quên ha đây. Hai số mời tấm mời Phúc Minh không hai số à, số hai cô viết lại nè, hát lại như mình alo Phúc Minh ơi. Ừ, rồi, không thay chú đi ha, hát lại nhiều. 20, nãy giờ đi đâu hay gì á. Rồi, ghê. Ghê là 10. 10, rồi. Nghe 2, bạn nghe 2 đúng chưa? Nghe 2 giống bạn không? À. Rồi, khi mà biết làm rồi thì tập bóng máy nhanh nhanh nha. Cô cảm ơn. Rồi, thứ V, Đạt, xài công thức nào á Đạt? Cô là bằng 1 phần ố. Khoan. V bằng G nhân T. V bằng G T. G để cho là lấy bằng 10. T mình mới ra được là nha 2. Cho nên bạn ra là 20. Cô cảm ơn. Đó. Bài 10 này dễ nha. Nãy cô quên tóm tắt cái chốt này chỗ vận tốc nữa nè nha bạn. Vận tốc là bằng bao nhiêu nữa nè. Rồi. Mình chốt lại kiến thức của ngày hôm nay. Trên nền tảng là xây dựng từ cái chuyển động nhanh dàn đều. Cho nên cũng dễ, chỉ có điều là cái công thức nó bị biến đổi đi một chút xíu, nhưng mà biến đổi gọn hơn, có nghĩa là mình cũng nó cũng không làm khó được mình nha. Rơi tự do là rơi tác dụng của trọng lực, còn hiểu đơn giản, hiểu theo hiểu đơn giản là rơi tự do là mình sẽ loại cái sức cản của không khí, hoặc là không loại hoàn toàn thì nó cản ít thôi. V bằng G nhân T. S bằng, này thả vô, T bình trên cho, trên 2. Nhưng mà rơi tự do thì đôi khi người ta dùng cái từ độ cao, thì mình sẽ hiểu S chính là độ cao là chữ H, nhưng mà cái chuẩn nhất thì vẫn là chữ S, cho nên là cô biết giống như trong sách giáo khoa ha. T, từ công thức này T thuộc luôn công thức này luôn nha. T bằng căn 2S như cho G. G có giá trị là nhiêu? 9,8 hoặc là 10. Rồi. Bây giờ quen với ba công thức này rồi, bây giờ nhồi thêm công thức nữa, đó là 1, 2, 3 công thức này đều có chữ T. Vậy thì nếu như nó là chuyển động nhanh dần thì nó cũng phải có một cái công thức độc lập, cái T. Mình đi xây dựng, mình viết lại cái công thức hồi xưa hôm bữa học nha. V bình trừ V không bình bằng 2 lần A S. Rồi, bây giờ mình sẽ biến tấu cho nó phù hợp với rơi tự do. V bình trừ V không, mà nãy mình nói V không là nhiêu? Không, cho nên là chỗ này mất nha. Dấu bằng viết tiếp đúng không ta, trừ không á là dấu bằng nè, mà trừ không thì cô khỏi trừ, được chưa? Rồi số 2 viết lại, gia tốc rơi tự do thì nó thành chữ gì? Ghê. À, đây là cái công thức độc lập với thời gian. Trong công thức này không có chữ T cho mình gọi là công thức độc lập với thời gian, hoặc là mình dùng cái từ là cái công thức liên hệ cho gọn. Liên hệ giữa gì? Giữa vận tốc, gia tốc với quãng đường, mà mình nói gọn lại là công thức liên hệ là cô hiểu rồi. Đó, bắt đầu thuộc thêm công thức nhà, bổ sung thêm một công thức ngày hôm nay. V bình bằng 2 lần G. Đó. Để xem. Có gì lát nữa cái cô gửi công thức nữa ngày hôm nay. Rồi, bây giờ giao bài tập đây. Bài tập là bài 11. Bài 11 với bài 12. Hai bài này nó hơi cao hơn so với bài nãy. Bây giờ một bài thôi. Bài con về nhà làm bài 11 trang 27. Cô hướng dẫn một chút xíu để thôi, là giống như là học ABC mà tới chừng làm bài thì nó lại là quá trời, học thì học có đơn giản mà tới chừng làm bài thì nó lại quá khó. Cô hướng dẫn bài 11 chút xíu nè. Thả
tả một cái hòn đá rơi từ miệng giếng xuống một cái hang đi xuống như vậy, nó là rơi tự do. Cái mình rớt, nó rớt xuống, nó chạm vô đáy thì nó phát ra âm thanh. Sau đó cái âm thanh của đổi màu vàng, âm thanh sẽ đi từ dưới đáy giếng đi lên trên cái miệng giếng, và mình nghe được, mình đặt cái lỗ tai đây, mình nghe được từ lúc thả xuống cái hòn đá đi xuống dưới giếng, rồi sau đó âm thanh đi lên trên lỗ tai của mình, thì nó mất 4 giây. Như vậy cái thời gian này là cái thời gian mà đá rơi cộng cho cái thời gian âm thanh đi lên. Âm thanh là bao nhiêu? 4 giây nha. 4 giây nè. Rồi, tiếp theo. Tính chiều sâu của cái hang. Biết vận tốc truyền âm trong khí, trong không khí là 3. Như vậy V là V của âm thanh. Đề cho rồi. 330 để cái nào? Mét trên giây. Cái này người ta kêu tính chiều sâu là tính độ cao của cái hang. Như vậy mình sẽ dựa vào nè. Cái hòn đá thì rơi tự do, có nghĩa là rơi nhanh dần đều. Trong khi đó âm thanh nó phát ra thì âm thanh nó lại đi, đi đều, chuyển động thẳng đều. Ha. Cái bạn này là nhanh dần, còn âm thanh thì là gì? Thẳng đều. Ha. Một đứa nhanh dần, còn một đứa là đi đều nha. Rồi. Vậy thì mình sẽ dựa vào công thức. T bằng đá rơi cộng cho thời gian âm thanh đi lên. Cái số này để cho rồi là 4 giây. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi tính thời gian đá rơi. T bằng căn 2 gì đó, 2H chia G đúng không? 2H chia G. Này là thời gian đá rơi. Rồi tới thời gian âm thanh đi. Âm thanh đi là âm thanh đi chuyển động thẳng đều, cho nên mình sử dụng S bằng V nhân với T. Tìm lại cái thời gian đá rơi, thời gian âm thanh đi lên, âm thanh nó quay trở lên à. Tìm T, lấy S chia cho V. S này cũng chính là độ cao của cái giếng, thì cô thay bằng chữ H luôn cho nó giống. Hai đã vô đây. Căn 2H chia G cộng H chia V. Nhớ là V là V của âm thanh. Rồi xong. Trong một cái phương trình này chỉ còn một nghiệm duy nhất, một ẩn duy nhất, đó là chữ H, có nghĩa là độ cao của cái giếng. Ngoài ra bạn nào có khả năng làm theo cách khác, làm bất kỳ cách nào mình hiểu, hiểu sao là như vậy đều được. Rồi, để nha. Bài mình rồi, mình nghĩ ra đây. Về làm câu câu 11 giùm con nha. Rồi. Rồi. Để con nghĩ đi, lát con gửi cái công thức cho. Chào các bạn nha.